kỳ 3, xử lý kiến nghị thu hồi quyết định công nhận di sản cho lễ dỗ bà Hoàng Phi Yến. Văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao cho Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch phối hợp với Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia và các cơ quan liên quan xem xét xử lý kiến nghị của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Việt Nam về việc rút cái lễ dỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Chiều tối ngày 31 tháng 5, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước Tộc cho biết, Hội đồng vừa nhận được văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về xử lý thư kiến nghị của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Việt Nam về việc rút lễ dỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Theo đó, thì văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao cho Bộ Văn hóa và Thông tin Du lịch phối hợp với Hội đồng Di sản Quốc gia và các cơ quan liên quan xem xét xử lý kiến nghị của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc theo thẩm quyền và quyết định của pháp luật về di sản văn hóa. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Bửu Nam tại buổi làm việc, những ý kiến kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước Tộc và các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử đã được đại diện Cục Di sản Văn hóa và Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia lắng nghe và ghi chép. Tại buổi làm việc, đại diện của Cục Di sản Văn hóa và Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận thấy phần lớn những vấn đề Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Việt Nam và các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử đưa ra là đúng. Trên cơ sở đó thì nội dung cuộc làm việc này sẽ được báo cáo với cái Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch và Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia để chỉ đạo xem xét lại cái hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về lễ dỗ của bà Phi, Thứ Phi Hoàng Phi Yến. Theo kết luận của buổi tọa đàm, thì các nhà nghiên cứu thống nhất với nhận định triều đại nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng. Những cái văn bản chính sử triều Nguyễn với những ghi chép rõ ràng đảm bảo lai lịch và hành trạng của các vị hoàng đế triều Nguyễn là không thể xuyên tạc. Theo kiến nghị của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc, thì việc công nhận lễ dỗ bà Nguyễn Phi Yến, Thứ Phi Hoàng Phi Yến, lễ hội truyền thống được di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh An Sơn Miếu tại huyện Côn Đảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ sự gắn ghép lịch sử, là xúc phạm anh linh và hình ảnh của Hoàng đế Gia Long, vị vua khởi nghiệp triều Nguyễn cũng như là Nguyễn Phước Tộc. Kết luận buổi tọa đàm, các đại biểu có mặt đã cùng ký tên và bản kiến nghị của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa cùng các cơ quan liên quan đề nghị thu hồi quyết định công nhận lễ dỗ bà Thứ Phi Hoàng Phi Yến, lễ hội truyền thống của An Sơn Miếu tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là di sản văn hóa phi vật thể. Liên quan đến việc kiến nghị thu hồi quyết định công nhận lễ dỗ của bà Thứ Phi Hoàng Phi Yến, Bà Rịa Vũng Tàu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có văn bản chỉ đạo xử lý. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi đến Bộ Văn hóa và Thông tin Du lịch, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia xem xét xử lý việc Hội đồng Nguyễn Phước Tộc gửi thư kiến nghị thu hồi quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ dỗ bà Thứ Phi Hoàng Phi Yến ở Côn Đảo, ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, trong văn bản chỉ đạo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao cho Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch chủ trì phối hợp với Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia và các cơ quan liên quan xem xét xử lý kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước Tộc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Trước đó thì trên báo Thanh Niên có bài đăng về Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học An Sơn Miếu và bà Phi Yến ở Côn Đảo, vấn đề từ truyền thuyết đến hồ sơ di sản. Cục Di sản Văn hóa cùng các cơ quan liên quan đề nghị thu hồi quyết định công nhận lễ dỗ bà Thứ Phi Hoàng Phi Yến, lễ hội truyền thống An Sơn Miếu tại huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời đề nghị thu hồi quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh An Sơn Miếu tại huyện Côn Đảo.
trong tham luận thì các nhà nghiên cứu nêu rõ truyền thuyết cho rằng bà Phi Yến vì can ngăn Nguyễn Ánh cầu viện Pháp là cổng rắn cắn gà nhà nên bị Nguyễn Ánh giam vào hang và ném hoàng tử Cải xuống biển là câu chuyện hư cấu, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm nhân vật lịch sử như là vua Gia Long. Một số nhà nghiên cứu cũng khẳng định địa danh Côn Lôn ghi trong Đại Nam Thực Lục, nơi Nguyễn Ánh từng chạy trốn quân Tây Sơn hồi tháng 6 năm 1783 không phải là Côn Đảo.